Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến channel mình Kitten Mèo VN. Nay mình lại quay video về bạn mèo Min. Hiện tại bạn mèo Min đang ở trong sân nhà và bạn ấy đang chơi với một con cóc. Mèo Min có cái bộ lông khá là mượt mà.